Mấy cái máy Hàn Quốc rất hay có các chị ở trong đấy. Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ review máy làm đẹp. Một việc mà rất lâu rồi mình mới làm lại. Chuyện kể là một hãng tên là Medicube, là một hãng dược mỹ phẩm tập trung chuyên khoa da liễu của Hàn Quốc đấy. Thì là họ liên hệ với mình và họ nói là họ muốn gửi cho mình dùng thử hai cái máy. Một cái sẽ có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông, còn một cái kia đấy thì có tác dụng làm săn gọn mặt. Mà đây là những cái máy cá nhân tự dùng, tự làm tại nhà nha. Các mình thấy thế mình mới nghĩ ok, máy giúp thu nhỏ lỗ chân lông, ok, mình có thể hình dung là nó có thể làm được. Thế nhưng mà làm gọn mặt hả? Làm sao mà có thể đơn giản như thế, đúng không? Theo như mình hiểu từ trước đến giờ đó, thì cái việc mà làm gọn mặt sẽ có thể có 3 tác động khác nhau. Một là khi mà một người nào đó giảm cân thì các bộ phận trên cơ thể bao gồm mặt có thể sẽ nhỏ lại. Hai là đi trị liệu thẩm mỹ tác động vào các cái bó cơ và cái phần da bên ngoài. Họ căng cái này lên, họ bơm cái kia vào, họ kéo căng cái nọ ra, kiểu như người ta gọi là đi thẩm mỹ trẻ hóa đó. Và cái thứ ba là hình thức cầu kỳ nhất, người ta liệt vào dạng phẫu thuật, tức là gọt cái xương hàm đi để cho cái hàm nó gọn lại, tạo hình tròn vuông như nào đó là theo ý thích. Chứ còn để mà cầm một cái máy thế xong rồi lăn lăn ở trên da mặt mà gọn lại được à, dễ gì. Lúc đó mình nghĩ vậy. Thế nhưng mà mình vẫn muốn thử, tại vì thực sự là trong cái lĩnh vực da liễu đó thì đúng là theo thời gian sẽ có những cái công nghệ mới mà trước đây chưa từng có, nhất là những cái thao tác mà làm đẹp mà có thể trước đây là sẽ là những cái thủ thuật lớn xâm lấn nhiều hơn. Thế nhưng mà công nghệ hiện đại đó thì sẽ đạt được một cái hiệu quả tương đương với cái sự xâm lấn ít hơn, cũng như là chi phí thấp hơn, thì cũng đáng để mình thử chứ, đúng không? Thì xong, tức là mình nói ok, anh chị nhãn hàng cứ gửi đi ạ, để em dùng thử xem là có kết quả như nào không, thì em cũng không biết nữa, em sẽ thử xem sao. Thế nhưng mà chúng mình hãy chuẩn bị tinh thần trước, là nếu mà em thấy không phù hợp với em và không có tác dụng gì đối với em thì em xin phép gửi trả lại, tại vì quà cũng có giá trị thì em ngại, chắc là em không dám nhận. Thế là mình nhận máy. Thế xong rồi mình bắt đầu dùng thử, đến giờ là khoảng 2 tuần rồi đấy. Và mình đã ghi lại cái mặt mình hôm đầu tiên để mình đối chiếu. Và để cho khách quan, thì trong 2 tuần vừa rồi, song song với việc dùng máy, thì mình chỉ chăm sóc da theo một cái quy trình rất là bình thường mình vẫn làm thôi. Mình không có đi đâu trị liệu hay là bắn laser da mặt gì hết, cho nó chính xác. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng review xem là sau 2 tuần vừa rồi thì kết quả trên mặt mình là như nào. Rất là hy vọng là các bạn sẽ có thể tham khảo trên kết quả thực tế của mình để xem là hai cái máy này có đáng đầu tư không nhé. Đầu tiên thì chúng mình sẽ xem thử chiếc máy này trước. Đây gọi là HR ATS AirShot. Nó thu nhỏ lỗ chân lông và tăng hiệu quả dưỡng da khi mà chúng mình tiếp tục bôi các loại kem dưỡng sau khi mà mình dùng máy. Bằng cách nào? Mình không phải là cái người thực sự thích những cái gì mà nó quá kỹ thuật. Thế cho nên là mình sẽ giải thích một cách rất là ngắn gọn và thực tiễn nhất cái cơ chế của nó. Có lẽ là nhiều bạn trong số các bạn đã từng thử, hoặc là nếu mà chưa thử thì cũng sẽ từng nghe qua cái việc phi kim cho da rồi, đúng không? Thì hiểu một cách đơn giản nhất thì phi kim là những cái mũi kim siêu nhỏ đâm thủng lớp da ở cái lớp biểu bì, là cái lớp trên cùng ngoài cùng của da đó. Thì những cái kim đó tạo nên những vết thương rất là nhẹ thôi. Cái việc này thoạt nghe thì có vẻ hơi sợ một chút. Thế nhưng mà đây là cách để tiếp cận đến cơ chế tự làm lành vết thương của da. Tức là da nó sẽ phản ứng bằng cách là tăng sản sinh collagen để tái tạo lại. Thì nguyên lý tương tự là như thế. Bây giờ chúng mình có thể dùng máy này để tự làm ở nhà. Thế nhưng mà nó an toàn hơn tất nhiên rồi, tại vì chúng mình đâu phải chuyên viên chăm sóc da đâu, đúng không? Chúng mình tự làm tại nhà thì cái công nghệ nó phải khác. Thì đây không phải là cái kim vật lý, mà nó là sóng cao tần, nó mô phỏng phi kim thôi. Cái sóng này nó chiếu vào da trong thời gian cực kỳ ngắn, tạo thành những cái lỗ cực nhỏ ở trên da và sẽ không gây tổn thương giống như là phi kim. Thế là từ đó nó sẽ giúp da hấp thụ kem dưỡng tốt hơn, cũng như là giảm tế bào chết và dần thu nhỏ lỗ chân lông theo thời gian. Nhìn cái kết cấu da nó sẽ mịn hơn, thì đó là lý thuyết. Vậy thực tế mình dùng thì kết quả sao? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng xem nhé. Thời điểm mà mình dùng máy là sau khi rửa mặt và lau khô. Lưu ý là cái da mình lúc đấy phải khô nha. Thì máy sẽ có 5 mức độ sóng. Thế nhưng mà gợi ý của mình là khi mà các bạn mới dùng thì dùng mức 1 thôi. Một thời gian quen hơn rồi và cảm thấy muốn lên thì mới lên. Sẽ có 3 cách dùng. Một là vỗ lên trên da. Đây là cách nhẹ nhất, phù hợp nhất với những bạn mà da nhạy cảm giống như mình. Hai là quét nhanh, tức là cứ chạm nhẹ vào da rồi quét nhanh tay một chút. Kiểu này thì tác động nó mạnh hơn vỗ một chút xíu. Còn kiểu thứ ba đấy là kiểu quét chậm, là thao tác
pháp mà có tác động mạnh nhất trong 3 kiểu. Bạn không có miết mạnh xuống da nha, mà chỉ để thật là gần da, sau đấy chậm chậm đưa đi từ từ. Làn da của mỗi người là khác nhau, thế cho nên là các bạn cứ thử cả 3 kiểu này, rồi thấy kiểu nào mà cảm thấy ổn nhất thì áp dụng theo cái kiểu đó. Theo như khuyến cáo đấy, thì thời lượng mỗi lần dùng máy sẽ là 5 phút. Trong máy này thì có một chị nói tiếng Anh. Chị sẽ báo cho mình là mức độ sóng đang là số mấy. Và khi mà hết 5 phút thì chị tự tắt máy cho mình. Nói chung là mấy cái máy Hàn Quốc rất hay có các chị ở trong đấy. Đấy, kiểu thế. Sau khi mà dùng máy xong thì là mình sẽ bôi các loại serum, kem dưỡng như là bình thường. Theo như khuyến cáo thì máy này nên dùng mỗi tuần khoảng 1 đến 2 lần thôi. Nên là trong 2 tuần vừa rồi thì mình đã dùng khoảng 4 lần. Da mình vốn nhạy cảm, thế cho nên là mỗi lần dùng thì mình sẽ dùng ở cái động tác vuốt nhanh, ở những cái vùng da dày dày giống như kiểu là trán và má. Còn khu vực quanh mũi miệng đấy, thì da mỏng hơn thì mình chỉ vỗ vỗ thôi, và không có tiến lại gần mắt quá nha. Về cảm giác khi mà dùng máy thì mình có một cái cảm nhận là nó giống như châm châm ấy, không quá khó chịu. Nó không hẳn là một cảm giác thực sự thư giãn, thế nhưng mà không quá khó chịu, nói chung là cảm giác có thể chịu được. Cứ vỗ vỗ quét quét nhẹ nhẹ như thế trong 5 phút, xong rồi mình sẽ bôi toner, serum, kem dưỡng ẩm như là bình thường. Lúc này đấy thì đúng là có cái cảm giác hơi giống như là sau khi tẩy da chết. Cảm giác kem nó ngấm vào da tốt hơn, nó mướt hơn so với bình thường. Có thể là những cái lần đầu khi mà da chưa quen thì sẽ hơi châm chích một chút sau khi mà dùng máy. Thì nếu bạn thấy như thế thì thoa kem dưỡng dành cho da nhạy cảm nha, rồi sinh hoạt bình thường, một lúc sau là nó sẽ hết. Thì cái này nó không phải là cái gì bất thường đáng ngại hết. Đây là so sánh giữa lần đầu tiên dùng và da của mình bây giờ sau 4 lần dùng trong 2 tuần. Nhận xét của mình đấy là đúng là có một cái sự cải thiện khi mà nhìn gần các cái lỗ chân lông, cảm giác da nó thu lại hơn so với trước. Ở thời điểm này thì sẽ khó để nhìn thấy một cái sự biến chuyển vượt bậc, tại vì mỗi tuần chỉ được dùng tối đa 2 lần thôi, mà mình lại còn dùng cái mức nhẹ nhất nữa. Thế cho nên là nếu bạn đầu tư máy này đấy thì mình khuyến khích bạn là phải dùng đều đặn và kiên nhẫn. Về lâu dài sẽ thấy những cái sự thay đổi rõ rệt hơn, và không nên nôn nóng và kỳ vọng là dùng một phát là mình sẽ biến thành diễn viên Hàn Quốc ngay, không có. Bởi vì khi mà bạn nôn nóng như thế thì một là bạn sẽ có xu hướng tăng mức sóng lên trên cái mức mà bạn có thể chịu được. Hai là dùng quá cái thời gian khuyến cáo mỗi lần. Ba là tăng tần suất sử dụng so với khuyến cáo, mà như vậy là sẽ có hại cho da. Những cái máy này ấy, là do bác sĩ chuyên khoa da liễu người ta phát triển ra, tuy là an toàn để dùng tại nhà, thế nhưng mà với điều kiện là chúng mình dùng đúng cách và đúng cái thời lượng tần suất mà người ta khuyến cáo, không có tự ý tăng thêm, thì cũng giống như việc tẩy da chết ấy, chúng mình phải kiên nhẫn làm đều đặn mỗi tuần một lần trong một thời gian, rồi mình thấy da nó sáng mịn đẹp hơn, chứ không phải là vì tẩy da chết là chuyện tốt chúng mình cứ cắm đầu cắm cổ ngày nào cũng tẩy 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 cho nó nhanh chóng là không nên. Thì máy này là thế. Gợi ý của mình là nếu mà các bạn đã quyết định đầu tư đấy thì phải dùng đều đặn lâu dài và dùng đúng cái mức độ phù hợp khuyến cáo. Chiếc máy thứ hai mà chúng mình sẽ review ngày hôm nay là máy nâng cơ gọn mặt. Cái này tên là HR Derma EMS Shot. Khó quá đúng không? Nhiều khi người ta cứ phải đặt tên sản phẩm dài quá. Mình thì mình cứ chỉ cần nhớ là cái máy kia thì nhìn giống cây bút, còn cái máy này thì nó có hai cái đầu. Thì nó có hai cái đầu lăn như này. Cái này đấy thì nguyên lý của nó có phần ngắn gọn hơn cái chuyện phi kim bằng sóng tần mà chúng mình vừa mới nói ở phía trên đấy. Thế nhưng mà cảm giác của cái này thì nó hấp dẫn hơn. À, cái gì hấp dẫn thì để dành cuối cùng. Cái máy này đấy thì nó dùng một cái năng lượng điện trung tần, nó xoa bóp và nó kích thích những cái bó cơ vốn là ít hoạt động ở trên mặt để tăng thêm cái độ đàn hồi. Từ đấy thì nó kích thích các bó cơ này co lại, săn lên bớt chảy xệ. Và bởi vì dòng điện này nó giúp thư giãn cơ nữa, thế cho nên là dùng được cả ở trên vai cổ và tay chân. Thì cái máy này khác với máy kia thì chúng mình dùng mỗi ngày được, thế nhưng mà cũng có một cái thời gian khuyến cáo tối đa cho mỗi lần dùng. Hết 10 phút là cái máy nó tự tắt. Tức là trong 2 tuần vừa rồi thì mình dùng được khá là nhiều lần đấy, không được đủ 14 lần trong 14 ngày, vì có vài hôm bận quá quên mất. Thế nhưng mà tổng cộng chắc là được cỡ khoảng 10 lần trên dưới. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng xem là cái hiệu quả mà mình đã ghi nhận lại sau 2 tuần so sánh với lần đầu tiên mà mình dùng máy nha. Máy này thì sẽ có 3 chế độ: Slim là làm thon, Up là nâng cơ và Body là massage cơ thể. Cũng có 4 mức độ từ nhẹ nhất đến mạnh nhất. Thế nhưng mà tất nhiên rồi, mới dùng thì bắt đầu bằng mức 1 thôi. Mình dùng 2 tuần rồi, đến bây giờ mình mới bắt đầu từ mức 1 lên mức 2 nha. Về vùng da sử dụng đấy thì máy sẽ dùng được ở khá là nhiều vùng khác nhau. Sau khi mà rửa mặt và bôi toner thì các bạn sẽ cần một cái gel gọi là booster gel để dùng với cái máy này, với vai trò là dẫn truyền tần số. Cái này thì mua riêng nha. Chúng mình sẽ bôi lên da một lớp dày
và bóp thêm một ít lên đầu lăn. Sau đấy thì chúng mình sẽ đưa máy lăn trên da ở các cái vùng tương ứng như là phần hàm này, phần má, đặc biệt là cái chỗ rãnh mũi và rãnh miệng này, ở gò má hướng lên thái dương, ở trán. Những cái chỗ này là dùng chế độ thon gọn với nâng cơ nha. Còn chế độ cơ thể đấy thì dùng ở cái chỗ cổ vai, bắp chân, bắp tay. Cảm giác thì nó sẽ rất là lạ lùng nha. Nó kéo các cái bó cơ giật 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 giật. Đầu tiên dùng ấy thì mình cũng chưa quen lắm, kiểu cảm giác nó hơi lạ lạ một tí. Thế nhưng mà khi mà quen dần rồi thì sẽ hơi nghiện nghiện nha, rất là lạ. Dùng lâu quen cảm giác sẽ muốn đẩy mức độ lên. Đặc biệt là nếu mà các bạn đang mỏi người hoặc là mới đi tập về mệt xong, dùng máy ở chế độ massage cơ thể đấy thì nó rất là phê, mà phê chữ ê kéo dài luôn á. Nếu mà bạn quyết định mua máy thì nhớ dùng cả trên người, đừng chỉ dùng ở mặt, nó phí. Thế còn đối với mặt đấy, thì đây là so sánh kết quả sau lần đầu tiên dùng máy với hiện tại mặt mình bây giờ. Cảm giác cơ mặt nó săn hơn và da nó được đẩy lên. Nếu mà bạn là người tập thể dục thường xuyên đấy, thì bạn sẽ biết cái cảm giác sau khi mà mình tập xong rồi tắm xong, cơ thể thấy nhẹ nhõm. Thì sau khi mà dùng xong cái máy này ấy, cảm giác ở trên mặt cũng thế, giống như là cái mặt mình vừa được tập thể dục vậy đó. Thì chúng mình có thể dùng cái máy này hàng ngày, thế nhưng cũng nên kiên nhẫn và dùng đều đặn lâu dài, rồi sau một thời gian mới có thể thấy được cái sự thay đổi rõ rệt. Chứ còn mới dùng một thời gian rất là ngắn thì tác dụng của nó mới chút chút thôi. Đã đầu tư làm đẹp ấy, là nhớ phải chăm chỉ và kiên trì sử dụng nha. Một điểm hơi hạn chế của cái máy này là cái gel đi kèm. Như các bạn chắc chắn là cũng đã biết, không có sản phẩm kem bôi da nào mà nó có thể phù hợp với tất cả mọi người hết. Và trong trường hợp của mình thì nó không hợp cái gel này lắm. Theo như hướng dẫn sử dụng thì cái gel nó có tác dụng dẫn truyền cái tần số của máy và dưỡng da luôn. Tức là dùng máy xong, bạn để nguyên lớp kem đó, bạn không có cần lau đi. Thế nhưng mà khi mà mình làm vậy đấy thì da mình nó không thoải mái với cái lớp gel này lắm. Nó siêu nhạy cảm luôn ấy. Những cái bạn nào mà da thường thì mình nghĩ là các bạn sẽ không gặp vấn đề này đâu. Thế nhưng mà đối với da bạn nào nhạy cảm giống như mình thì có thể. Thì đối với trường hợp đó thì bạn cứ lau đi khi mà bạn dùng xong máy. Cá nhân mình đấy thì là mình sẽ dùng máy trước khi tắm. Dùng máy xong thì là mình sẽ vô tắm luôn, mình rửa sạch cái gel đấy đi. Thì xong rồi mình tắm xong thì là mình ra mình skin care, các bước dùng kem của mình giống như là bình thường. Thì cái này là tùy các bạn thôi. Sau khi mà dùng máy thì để nguyên gel đó hay là rửa sạch đi thì đều được. Nó không ảnh hưởng gì đến tác dụng của máy hết nha. Hy vọng là phần review của mình đã giúp ích được cho các bạn, nếu mà các bạn đang suy nghĩ cân nhắc xem là không biết có nên đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc vào hai em này hay không. Nếu có câu hỏi gì thêm thì các bạn có thể để ở bình luận phía dưới và mình sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất có thể. Đường link thì là mình sẽ để ở phần mô tả và ở bình luận ghim ở trên cùng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua máy ở đó. Mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video của mình hôm nay và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chúc các bạn có một gương mặt thon gọn, săn chắc. Tạm biệt.